Để em đóng thùng gửi nha.
về nào chị. Ăn cơm rồi chưa? Dẫm cái đi rồi gỡ.
Ở đâu? Ở đây nè, bỏ lấy cái mũ vô đây. Bỏ vô đây cho em cục. Sao biết vậy? Hả? Sao biết vậy anh? Bánh hôm qua giờ bữa nay nó xuống hỏi hả? Ở chơi, ở chơi với anh Khôi đi. Con gì con Yeah.
không à? Đâm đâm. Có ba chín được không? Mấy giờ rồi? Hả? Nhanh gì hả? Phải không? Phải hồi nãy là 11 không? 11 rồi tới 10 mấy? Phải không? Đây. Bụi gió nó hỏi vô nghĩ sao không biết không nghĩ thì sao chiên ghét cho anh ta hàng chục cái nè.
đang có chuyến ra trên hướng bãi biển nha mọi người. Hướng bãi biển số đằng số 32 ăn thì nhắn nha.